Hôm nay là đi cúng mộ nha, cúng mộ trong chính 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 ba ngoại gì ba cậu hai à, cậu hai đèn là gái nè, mấy cái đèn kia. Đây là chị ba, chị dâu và anh ba ở đó mà 2-3 năm hết trơn rồi. Này cháu của anh ba này, Vũ này, Năng, còn này là anh Tư, Tư con cậu hai. Còn này là cháu dâu, vợ con Lâm. Chủ nhân ba nè, cuộc sống rất là hiền. Chị ba cũng vậy, này chị dâu chị này, rồi thường thường là nó đi tôi không biết nữa. Thì gặp chị đó, chị rất là hiền, vui vẻ, là chị ăn nghỉ. Tết lớn nha, Tết năm mới và được mong cháu mạnh giỏi bình an, làm ăn lại được, mong đầu cho em tăng thầy, không, ba, cô hai, ngoài. Đốt đốt dây áo đi, đừng làm đi. Cái vàng bạc hả? Giờ mới lấy hả? Thêm đốt thêm vàng bạc có nhiều vậy. Nạp nhận được có 1 lần hả? 2 lần vậy ha. Thanh minh nữa ha. Hả? Nhiều như để xài cả năm. Đây bên chủ quyền của cái gì? À, chủ quyền của bên ngoài. Từ này có hình. Em đẹp trai, em bị thương chứ không em đẹp trai lắm. Này là thứ tư, tư nhân tốt. À cái này có, à, chị Tư, à, mấy cháu là sẽ coi được này nha. Tiếp ở trong bên má bên nội nữa. Được à, vậy áo thì mình bạc vô tá trăng luôn. Lại đâu đi, đâu đi, còn tay mặt quay rồi. Đai đây nha, gì thầu thầu đằng thầu đĩa đi, gì cũng được nhận hết. Quả năm Tân Sửu là thật lớn nha, gì cho cô
của huyện. Gom lại bài vậy mà tiền đẹp không thế, tiền đẹp không dùm dùm luôn tắt. Cây nè, dẻo luôn nha. Gió xí cũng chọn bạn quả thứ tư vậy nào lắm cháy hết rồi. Gió xíu đi mấy vị ơi, đặt lên đừng để xuống. Lấy từng người lại đốt hay đúng đi dòng không chút chỗ thôi, đem đây đốt luôn á, đốt bao giờ hả? Tiền là tiền cái bô lia luôn nha. Tờ 500 100 đô. 100 đô này năm nay không có số 68, mình là số 39 nha. Nhiều quá, nhiều luôn. Có thể có tiền xài, có đồ mặc quanh năm. Ui, nóng lên thở luôn. Dạ, cái này chỗ này làm nhiều hả? Sạch này nhiều hơn hả? Vậy hả? Thấy cái này nhiều hơn kìa.
sẽ trả hết rồi. Này của anh Tư. Rồi, đốt con đây luôn đi. Sao anh thấy sân trưng nè. Thấy cúng, cúng mọn, cúng đông, lớn, nhiều người, cho nên cũng tới tối luôn. Lên đẹp luôn, lấy cái vỏ. Phóng luôn. Bây giờ tối ở trong vườn mộ rồi, đẹp cái ta. Giờ nó còn mà cố trước nha. Trái cho sáng cho đẹp. Cây thật quá lửa rồi.
im đẹp luôn. Dạ bên này rồi sao? Sáu rồi, cái bóng đâu này đẹp kìa, bóng đỉnh mộ kìa. Đây là màu của bà với má. Rồi đèn tắt đây. Cảm ơn.